UAV lạ đâm trúng hai tòa nhà ở thủ đô Moscow. Máy bay không người lái UAV chưa rõ nguồn gốc đâm vào hai tòa nhà ở thủ đô Moscow của Nga, gây ra một số thiệt hại cơ sở vật chất nhưng không làm ai bị thương. Thông tấn RIA Novosti dẫn lời các quan chức Nga xác nhận Hai tòa nhà trên phố Prokhorovskaya và Atlasova ở thủ đô Moscow đã hư hại sau khi bị UAV chưa rõ nguồn gốc đâm chúng hôm nay 30 tháng 5. Cả hai vụ việc đều không gây thương vong, nhưng giới chức nga đã sơ tán một số người dân để đảm bảo an toàn. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin sau đó xác nhận vụ việc, gọi đây là một cuộc tấn công bằng UAV. Các cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp đang có mặt ở hiện trường, họ đang tiến hành điều tra, ông nói, đồng thời kêu gọi người dân không lan truyền tin đồn thất thiệt. Kharianovosti, thống đốc bang Moscow bao quanh thành phố Moscow, ông Andrei Vorobyov tiết lộ lực lượng phòng không của Nga đã được kích hoạt để bắn hạ một số UAV xuất hiện trong khu vực. Hình ảnh do một số kênh truyền thông của Nga đăng tải cho thấy vệt khói đen trên tường và kính cửa sổ vỡ tại một tòa nhà cao tầng sau khi bị UAV đâm vào. Một số mảnh vỡ được tìm thấy dưới mặt đất có hình dáng giống cánh UAV. Vùng Moscow từng một số lần bị tập kích bằng UAV sau khi chiến sự ở Ukraine nổ ra. Hôm 3 tháng 5. Nga cáo buộc Ukraine triển khai hai UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga. Giới chức Nga gọi đây là hành động khủng bố và âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Phía Nga khẳng định, quân đội và lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa hai UAV khi chúng lao về phía điện Kremlin. Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy một UAV phát nổ trên nóc cung thượng viện, tạo quần lửa lớn, nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Tình hình Ukraine, Nga không kích dồn dập quy mô lớn, Tám nước châu Phi gật đầu với Kiev. Dạng sáng ngày 30 tháng 5, Nga thực hiện thêm một đợt tấn công mới quy mô lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là cuộc không kích thứ 17 của Moscow trong tháng này. Trên ứng dụng Telegram, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nêu rõ một cuộc tấn công quy mô lớn. Đừng rời khỏi nơi trú ẩn. Còi báo động không kích cũng vang lên ở một số khu vực khác. Giới chức quân quản ở Kiev cho hay hệ thống phòng không đang ngăn chặn các cuộc tấn công. Các mảnh vỡ rơi xuống một số quận của thủ đô trên ứng dụng tin nhắn Telegram, người đứng đầu cơ quan quân quản Kiev sẽ sơ ý Poco gọi đây là một cuộc tấn công quy mô lớn được triển khai thành nhiều đợt, trong đó Nga chỉ sử dụng UAV sát do Iran chế tạo. Đây là đợt tấn công thứ ba vào Kiev trong 24 giờ qua. Chính quyền thủ đô Kiev thông báo lực lượng phòng không nước này đã phá hủy hơn 20 máy bay không người lái UAV trong đợt không kích này. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết tám quốc gia châu Phi đã chính thức cho phép Kiev mở các đại sứ quán ở nước họ, trong đó có hai nước đang hoàn tất quy trình. Phát biểu trên truyền hình, ông Kuleba nói thêm, để mở tất cả các đại sứ quán này, chúng tôi vẫn cần thực hiện những thay đổi về ngân sách của Bộ Ngoại giao và chúng tôi đang làm việc về vấn đề này với Thủ tướng để đạt được kết quả cần thiết vào cuối năm nay. Hồi tháng 12 năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo Kiev sẽ mở 10 đại sứ quán ở châu Phi. Kiev mất gần hết UAV TB2, báo chí Ukraine nói Nga chuyển quân sang Belarus. Ukraine đã mất gần như toàn bộ máy bay không người lái tấn công UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Thông tin trên được tờ Business Insider dẫn lời ông Samuel Bendet, chuyên gia về UAV thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân trụ sở Virginia và Trung tâm An ninh Mỹ mới trụ sở Washington D. 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 Theo ông Bendet, trong năm qua, Nga đã bắn hạ gần như toàn bộ số UAV Bayraktar TB2, số còn lại chỉ được sử dụng cho mục đích do thám và giám sát. Chuyên gia này cho biết, Bayraktar TB2 hoạt động tốt trong điều kiện không có hệ thống phòng không và tác chiến điện tử phát triển. Theo Trung tướng Andrei Demin, Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, hơn 100 UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Ukraine đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Ukraine nói Nga chuyển quân sang Belarus. Truyền thông Ukraine đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đã nối lại việc chuyển quân sang Belarus. Các nguồn tin từ Ukraine cho rằng có thể động thái này là sự chuẩn bị cho các cuộc diễn tập quân sự sắp tới của Nga và Belarus. Theo phía Ukraine, Nga đang tăng cường hiện diện quân sự ở Belarus nhưng không cung cấp được bằng chứng thuyết phục về những hành động đó. Trong khi đó, Belarus cho biết chưa ghi nhận bất kỳ đợt chuyển quân quy mô lớn nào của Nga. Mỹ cân nhắc gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước này đang xem xét việc cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS. Điều đó vẫn đang được thảo luận, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, trả lời câu hỏi phóng viên về khả năng cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS cho Ukraine. Mỹ được cho là lo ngại về việc cạn kiệt kho dự trữ tên lửa ATACMS và khả năng leo thang xung đột nếu Kiev sử dụng vũ khí này để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Hồi đầu tháng 5, Thư ký báo chí Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington không có kế hoạch chuyển ATACMS cho Ukraine. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, cho biết Mỹ sẽ không cung cấp cho Ukraine ATACMS. Ông nói Mỹ có tương đối ít hệ thống ATACMS và quân đội cần phải duy trì mức độ vũ khí quan trọng trong kho dự trữ. Tên lửa ATACMS có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 300 km và có thể được bắn từ các bệ phóng đã được cung cấp cho Ukraine từ phương Tây, bao gồm bệ phóng di động HIMARS và bệ phóng M270. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev các loại hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa phòng không, hệ thống phóng rocket đa nòng, xe tăng, pháo tự hành và súng phòng không. Từ lâu, Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây viện trợ cho nước này các loại tên lửa tấn công tầm xa có thể đánh vào vùng hậu cần của Nga, nằm cách xa chiến tuyến. Mới đây, Vương quốc Anh quyết định cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow với tầm bắn hơn 250 km. Tên lửa Storm Shadow có thể sẽ trở thành vũ khí giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường nếu nhìn từ tầm tác chiến của nó. Tờ Washington Post cho biết, London hy vọng việc họ đi đầu trong việc viện trợ vũ khí tầm xa sẽ khiến Mỹ đổi ý viện trợ ATACMS cho Kiev. Trung Quốc từ chối yêu cầu của Mỹ tổ chức cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của phía Mỹ tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước bên lề diễn đàn an ninh đối thoại shangri tại Singapore diễn ra vào cuối tuần tới. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc từ chối yêu cầu tổ chức đối thoại quan chức cấp cao của Mỹ trong bối cảnh quan hệ hai nước rơi vào tình trạng căng thẳng nhất trong nhiều năm qua. Truyền thông Mỹ hôm 29 tháng 5 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc đã thông báo rằng nước này từ chối đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc mà phía Mỹ đã gửi từ đầu tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, phía Mỹ tin rằng các kênh thảo luận cởi mở là cần thiết để đảm bảo cạnh tranh không dẫn đến xung đột. Gần đây nhất, đầu tháng 2 vừa qua, Trung Quốc cũng từ chối đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sau sự cố Mỹ bắn hạ, khi khí cầu của Trung Quốc với cáo buộc thực hiện hiện các hành vi do thám trên không phận của Mỹ. Kể từ năm 2021, sau khi căng thẳng quan hệ song phương leo thang, Trung Quốc đã hàng chục lần từ chối các đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao và cấp làm việc của Mỹ. Lần cuối cùng, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước gặp nhau là tháng 11 năm ngoái bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tổ chức tại Campuchia. Theo giới chức Mỹ, ông Lý Thượng Phúc đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2018 với cáo buộc liên quan đến các thương vụ mua bán vũ khí với Nga. Tuy nhiên, việc này không liên quan đến khả năng tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước. Ông Zelensky thuyết phục Hàn Quốc cung cấp lá chắn bầu trời Tổng thống Zelensky nói Ukraine rất hy vọng Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự như hệ thống phòng không để đối phó các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine, Zelensky đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Chosun Inbo Hàn Quốc đăng ngày 30 tháng 5. Ông Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn về cam kết của Hàn Quốc sau khi Seoul hứa gửi cho Kiev các xe giả phá bom mìn và viện trợ nhân đạo với tổng giá trị khoảng 230 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Nhà lãnh đạo Ukraine cũng mong muốn Seoul cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng không và cảnh báo sớm. Tôi biết còn nhiều hạn chế liên quan đến hỗ trợ vũ khí, nhưng những nguyên tắc đó không nên áp dụng cho các hệ thống phòng thủ và thiết bị vốn được dùng để bảo vệ tài sản của chúng tôi, ông Zelensky nói với báo Chosun Inbo. Tổng thống Ukraine giải thích, hệ thống phòng không không phải là vũ khí, mà hoàn toàn là thiết bị phòng thủ. Chúng tôi cần có lá chắn bầu trời để hỗ trợ tái thiết Ukraine và tôi rất hy vọng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ chúng tôi trong lĩnh vực này. Ông Zelensky nói thêm hệ thống cảnh báo sớm của Hàn Quốc sẽ giúp bảo vệ đất nước ông khỏi các cuộc không kích của Nga. Là đồng minh của Mỹ và là nhà xuất khẩu vũ khí lớn, Hàn Quốc cho đến nay vẫn bác bỏ khả năng viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, bất chấp áp lực từ Mỹ và các nước châu Âu. Mối quan hệ kinh doanh với Nga nằm trong số các lý do khiến Hàn Quốc hành động như vậy. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã báo hiệu khả năng thay đổi. Ông Yun nói Seoul khó có thể chỉ hỗ trợ nhân đạo và tài chính nếu Ukraine phải đối mặt với cuộc tấn công quy mô lớn hoặc một tình huống nghiêm trọng mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ. Tổng thống Yun và Tổng thống Zelensky đã gặp nhau lần đầu tiên trong tháng này bên lề hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G7 tại Nhật Bản. Sau đó, Seoul tuyên bố sẽ cung cấp thiết bị giả phá bom mìn và thêm viện trợ nhân đạo cho Kiev. Trong bài phát biểu qua video trước các nghị sĩ Hàn Quốc hồi tháng 4, ông Zelensky cũng kêu gọi Hàn Quốc hỗ trợ quân sự, gồm cả cung cấp xe bọc thép cùng các vũ khí phòng không, chống tăng và chống hạm. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.